nguồn chất béo tốt tuyệt vời từ cá biển, đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực sẽ không ngần ngại giới thiệu với các bạn những món ăn vô cùng hấp dẫn. Hãy chờ xem nhé! Trước hết, mời bạn khám phá ngay hương vị của món cá sa pa được bọc trong giấy bạc, nướng cùng các loại rau củ tươi mát sau đây nhé. Hãy khứa đều cá sa pa như thế này để đảm bảo được gia vị sẽ thấm vào phần thịt và khi nướng, thân cũng chín đều hơn. Rưới lần lượt muối, tiêu, đường, tỏi, dầu hào, tương ớt, thêm nước cốt chanh và rượu trắng. Hỗn hợp gia vị này sẽ làm tăng hương thơm, át đi mùi tanh của cá. Tiếp theo là rưới dầu season được phối trộn từ 3 loại hạt, phộng, nanh, cải trực tiếp lên thân cá. Công đoạn ướp trước này sẽ giúp cá thấm gia vị, dậy mùi thơm và bổ sung các vi chất dinh dưỡng. Vitamin A, D tốt cho tim, khỏe cho xương. Cắt nắm đùi gà thành từng miếng nhỏ, làm tương tự với cà rốt và trái bắp luôn nhé. Cho tất cả rau củ vào tô và tiến hành ướp trộn cho thấm đều gia vị. Giờ thì xếp lần lượt rau củ, cá vào trong giấy bạc. Thêm chút hành lá, quấn tất cả lại và đem đi nướng. Cá sa pa chín lại có vị béo thơm, cộng thêm rau củ tươi ngọt, tất cả càng thăng hoa bởi phần gia vị đậm đà được cân đong khéo léo từ đầu bếp. Sự hòa trộn tinh tế này vừa giúp ngon miệng, lại vừa cân bằng hương vị, vừa khoái khẩu, lại vừa bổ sung được dinh dưỡng cho cơ thể. Nhắc đến cá béo từ biển, không thể bỏ qua cá hồi, một nguyên liệu gây thổn thức nhiều trái tim đam mê ẩm thực. Thiên Đường Ẩm Thực tin chắc rằng qua món chả giò cá hồi này, tình yêu đối với cá hồi của nhiều bạn sẽ càng mãnh liệt hơn nữa đó. Khéo léo gọt phần vỏ ngoài của bánh mì để lấy phần ruột bên trong, xé nhỏ ruột bánh và ngâm trong sữa nào. Cắt và băm nhuyễn cá hồi, sau đó cắt nhỏ ngò rí. Giờ thì cho lần lượt cá, ngò và lòng đỏ trứng gà vào bánh mì ngâm sữa, nêm nếm gia vị vừa ăn. Bật mí là chút oregano sẽ làm cuốn chả thơm hơn đấy. Trộn đều và bắt tay vào cuốn thôi. Với phần sốt, cần một ít lá chanh băm nhỏ, thêm sốt mayonnaise để tăng gia vị béo, tiếp tục cho tương cà, ớt bột, mật ong rồi khuấy đều lên. Làm nóng chảo bằng dầu hướng dương, thả chả giò vào chiên. Với loại dầu chịu được nhiệt độ cao thì cho dù để lâu vẫn sẽ giữ được độ vàng óng. Các bạn thấy không, cuốn chả giò nóng giòn, bên trong vẫn tươi mọng vị cá hồi béo ngậy. Chấm chả giò vào nước sốt đặc biệt rồi cắn ngập một miếng, cảm giác thơm béo giòn tan ngay trên đầu lưỡi, đảm bảo sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên. Cá nục chắc hẳn là loại cá đã quá quen thuộc và ít nhiều thì cũng từng xuất hiện trên mâm cơm của gia đình bạn rồi phải không? Thế còn món cá nục kho mí thì sao? Tất nhiên là không còn nghi ngờ gì về mùi vị tuyệt vời của món ăn này rồi. Khúc mía được chẻ dọc thành 4 miếng, sau đó đập dập. Cắt ớt sừng thành khúc nhỏ, sau đó đập dập ớt hiểm. Ướp cá bằng các gia vị cơ bản. Tiếp đến, rưới ít dầu và trộn đều lên để gia vị thấm vào cá. Dùng dầu đậu nành Tường An sẽ làm cho mẻ kho được đậm đà và màu sắc sẽ hấp dẫn hơn. Cho ớt, nước mía, màu điều, rồi tiếp tục thả mía vào nồi. Rót thêm nước lọc rồi để cho sôi. Trong khi đó, bắt tay vào chiên sơ cá nục bằng dầu đậu nành. Dầu đậu nành làm săn chắc thịt cá, tăng mùi thơm và giữ tròn vị béo, cung chất dinh dưỡng trong cá nục. Vớt cá khỏi chảo và cho vào nồi kho chung với mía. Thêm ớt, tiêu để tăng hương vị cay nồng cho món ăn. Món cá nục có đủ vị béo, thơm, cay và thấm vị ngọt liệm của nước mía. Thịt cá kho càng lâu càng chắc và đậm đà hương vị mà còn không bị khô, vừa ăn mà vừa phải xuýt xoa. Không phải vì ớt cay thôi đâu, mà là vị ngon quá đó khán giả của Thiên Đường Ẩm Thực ơi. Hãy để bằng tiệc cá biển này sẽ khép lại bằng món lẩu cá ngừ đại dương măng chua nóng hổi nhé. Đây cũng sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bạn để mỗi lúc cần lên thực đơn tiệc tùng đỡ phải nhức đầu nghĩ ngợi. Trước hết, cắt cá ngừ đại dương thành miếng nhỏ, cà chua thì sắc hạt lựu, xá đập dập, rồi sau đó cắt khúc.
một ít gò gai cắt khúc nữa, phi thơm tỏi cùng dầu season. Cho cà chua hạt lựu xả vào xào. Thêm một ít sa tế sẽ tạo màu và hương vị cay thơm cho nồi lẩu. Cho nước dùng vào hỗn hợp rồi đợi sôi lên. Bây giờ thì tùy khẩu vị mà nêm nếm cho vừa ăn nhé. Măng chua xuất hiện rồi đây. Kế tiếp là ít nước mắm, thả cà chua vào lẩu. Đến khi tất cả gần chín thì cho ngò gai vào là hoàn tất. À, đừng nhắc bếp xuống nhé. Cứ để sôi, rồi vừa ăn vừa nhúng cá ngừ đại dương vào. Miếng cá vừa tươi, vừa ngọt lại vừa thơm béo, đem đến cảm giác tươi mát vô cùng. Nước lẩu thì đèn nóng hổi luôn. Nhúng kèm với các loại rau đồng đội nữa là hết sảy luôn đó. Với một bàn tiệc hấp dẫn và đầy dinh dưỡng như thế này thì chắc chắn không đội chơi nào từ chối đâu nhỉ. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cùng Thiên Đường Ẩm Thực gọi vào bàn và thưởng thức ngay thôi nào. Trò chơi này vô cùng đơn giản, mỗi đội sẽ cử ra một người để trả lời vài câu hỏi của chương trình. Đội nào trả lời đúng nhiều hơn thì chiến thắng. Và cách chơi như sau: cái người mà được đại diện đó sẽ mang cái này vào chân, sau đó kéo xuống để vừa tầm mình ăn cái con cá bằng bánh này. Đội nào ăn trước thì được quyền trả lời. Đội mình cử ai đại diện? Trọng Quyền. Không, bà Thắng đi. Rồi, anh Ba Thắng, bên đây là anh Hữu Quốc. Xin mời. Rồi, vào vị trí. Rồi, hai người con trai chơi đi. Cố lên, chị dẫn cái cột kèm nha. Chị dẫn cái cột nè. Cố lên. Bây giờ là câu hỏi đầu tiên, mời nhìn lên màn hình. Đây, câu hỏi đầu tiên. Thương em vì chấm chấm chấm, vì rau muốn luộc, vì mè trộn măng. A, miếng cá he, và B, cá thích ve. Xin mời. Rồi, mở anh Thắng, mở anh Thắng. Mở anh Thắng. À, em trả lời, anh trả lời hả? Đúng rồi. Theo một bụng anh Nhật là câu A đó. Theo anh Nhật là A. Đáp án A là đáp án. Không chính xác. Không chính xác. Là đáp án chính xác. Ê, thấy chưa? Phải vui. Thương em vì cá trích ve, vì rau muống luộc, vì mè trộn măng. Trời đất ơi, quá không em... biết vì sao không, anh Nhật đọc không ra, anh Nhật nghe là chữ cả trích ve, anh Nhật giáo vân, anh Nhật không biết là cái mua đó đúng. Anh ơi, cái người Huệ là cái người văn thơ đầy buồn. Những trong cái trường hợp ni trợt quật rồi anh, trợt quật quá anh, nó đúng mà. Trong trường hợp ni thì anh trợt he. Không, anh xin nói rằng là anh đã sai rồi. Bây giờ là câu tiếp theo. Chấm 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 nấu với dưa hồng, lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi. A, cái này em biết. A, canh đục, và B, cá chép. Bắt đầu. Cái này quá đơn giản luôn. Rất trắng luôn mới ghê chứ. Anh Thắng, xin mời đáp án A hay B. 5, 4, 3, 2, Ngọc Nguyên 1, xin mời. Cá chép. Cá chép B. B. Em giao niềm tin cho bà chị em luôn á. B là lựa chọn cá chép. Hồi nãy câu đầu tiên là anh Nhật đã đại diện. Bây giờ câu này là chị Quyền đại diện. Khoan khoan cho chị nhìn lại coi. Và đáp án của chương trình là cá khoan khoan. Đôi khi em ở lộn lỗi rồi cả nhà ơi. Ôi trời lòng người không cần trả lời. Là mình thua luôn rồi đó. Thua rồi hả? Lần sai. Thua rồi phải không? Thôi phần thắng ta mà. Cá đục là phải nấu với dưa hồng chứ đúng không? Đây là sao anh không nói? Đội bạn đã có lũng củng. Đây là một món ăn của người dân quê miền Trung.
Đây là cá nục nấu dưa hồng. Trời ơi, mẹ tôi về mẹ tôi chửi tôi chết. Ủa, chị về đâu? Mẹ tôi người miền Trung. Đây nè, phải Mỹ, người miền Trung nè, Mỹ. Thanh Quốc điện mòn. Đây, đây, đây. Ông ngoại tôi thích ăn cá nục nấu dưa hồng. Thanh Quốc điện mòn. Ông Hoàng, ông Hoàng, ông Hoàng. Quay qua hỏi người miền Trung nè, cá gì ở Mỹ? Cá nục. Trong khi cá nục chị hai mỗi lần về Quảng Nam chị kho cho ăn mà mình phải ở ở miền Trung nó có cá nục rất là ngon và những trái gì hồng nhỏ 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 này cá mà bữa em đã ăn đó trong khi ta sắc măng là không cái này là lỗi của Trường Giang nè, đáng lẽ Trường Giang phải đọc vậy nè, cá nục nậu với dưa hồng không, mà nếu như mà ông Hoàng ổng đọc đúng là ông đọc khác à, khác câu chị Quyền à, thử à, thử cái giọng của ông Hoàng nè, hai ba cá nục, tôi không phải là trò đùa cho hai đội. Cá nục nấu với dưa hồng là cái món rất là ngon. Thôi thua rồi phải không? Dạ thua rồi. Thua nãy giờ rồi. Ờ thì được rồi, vậy thì dọn ăn đi. Rồi. Hay là thua. Mời bạn tiền. Thôi để mời đó hả? Kính thưa các anh chị thân mến, cá biển là một trong những loại cá cung cấp nhiều chất béo có lợi cho cơ thể mình. Omega. Thế nên, đúng vậy, omega 3. Thế nên bây giờ mình sẽ dùng cá biển. Đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cá làm chả giò. Hồi nãy cái mầm mình nó xài đó anh Lực à. Muối dẻo. Đây, chấm vô đây. Đây là chả giò cá. Chúng ta thử. Bánh giòn. Không béo, ngậy. Cá, tôm. Béo nhẹ. Là một loại thực phẩm tốt cho cơ thể. Mời đội thắng dùng. Đội thua nhìn. Em mời chị hai. Mời chị hai. Em mời. Em mời chị hai. Cảm ơn tôi. Tháo đũa ra cho chị đi cưng. Dạ. Tháo đũa ra cho chị đi. Em mời chị hai. Để em mời ông luôn. Cảm ơn em. Chấm đầy cơm cho ha. Thôi em về bển ngồi đi. Thật sự ra tại sao vòng 1 đội bên đây không muốn thắng? Trời ơi, tôi có cái lý do. Cảm thương. Tại vì ba người bên đây là thích ăn cá. Ăn cá có omega 3. Đó, còn vậy mà thưa quý vị, hồi nãy cái cú giật cái chén 18 máy quay đã nhìn thấy. Chúng ta cùng xem lại cái cú vừa rồi. Sao giòn, tôm thì rất là tươi. Đâu có, cái sốt xà lách tuyệt vời luôn. Khi hoa anh đào đã nở rơi rồi hai em thì ăn che hát rồi là lúc chúng ta đến với những món ăn tuy thấy chưa, trò giật quá là giật, có nghĩa là mình phải làm một cái gì đó cho người ta thấy là món ăn ngon, cho nó vui thôi, cho nó vui. Chị đã dặn tụi em rồi, mình phải làm sao chiến thắng cho Huy Hoàng. Người ta trả, người ta chơi cái chơi trò chơi người ta thắng, nhưng mà người ta trả lời cái câu hỏi trật cho nên mình thắng. À chị, à, đồ ăn của chị coi nè. Chị coi nè, trước khi mà em ăn nè. Dạ em kính mời anh Long Nhật à, dùng với em một chút xíu hương hoa thôi. Đúng rồi. Anh Nhật là thích nhất là ăn cơm. À mà cơm vị cả là như mà vị con. Để anh không mà từ chối ha. Rồi chúng ta cùng nhập tiệc nào. Dạ không có anh. Đúng là ngồi nhìn miệng anh ơi. Đợi đợi thì xíu em. Nó ngon bằng cái món chả giò bơ nãy mình ăn không? Mỗi người có một cái khẩu vị khác nhau. Có thể bạn thích cái chả giò hồi nãy, nhưng riêng tôi rất thích món chả giò này. Nhưng mà cái cá, tôi là cái người mà mê ăn cá chứ chị ơi. Là sao ăn mà nổi hoài được trời. Cá những cái món ăn mà làm từ cá, trời ơi. Giòn rồi. Nhất là cá đó em ơi. Dạ. Chiên sao mà nó khô mà nó lại không nó bị cứng. Đúng rồi, dầu do dầu chị. Chiên dầu thường ăn nhà nó cứ ăn nó vậy. Chị hỏi cái món này là của đầu bếp nhà hàng nào vậy? Đầu bếp của chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Chúng tôi có một đội ngũ rất đông, khoảng chừng 2 đầu bếp. Nhưng mà mấy món này ngon quá, nếu mà sau cái chương trình này xong chị muốn ăn cái món này chị đâu ăn. Liên hệ với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, món tiếp theo. Món tiếp theo đó chính là cá nục kho mía. Trời ơi. Nóng. Nói chung là hôm nay là gia đình chúng tôi là gia đình chủ nhà. Đây là chủ nhà. Anh Nhật ơi, à, mời mọi người ăn. Là cái món của người miền Trung của em đó. Trả. Không, em đâu có, em
Dạ để em đặt cơm cho chị hai. Trời ơi, đứng cái chuyện là cái chuyện á. Mùi cơm gạo trắng tập trung chứ, chứ giờ người ta ăn có nghĩa là đó là đó nè chị hai thấy không, một đứa múc rồi một đứa ra bưng tô còn muốn gì nữa. Khảo ghê sờ luôn cái này em một mình vậy đó. Dạ dạ đi xíu. Dạ. Ôi trời ơi, nó thơm quá. Bây giờ để cho ông Hoàng ăn trước, ông Hoàng thưởng thức coi như thế nào. Đây nè. Chạm miếng cái nước kho từ mía ra. Đó, khổ nhục kho từ mía đây. Chắc mía dưa, dưa dưa cả chua nữa. Tức quá mà. Xương mềm luôn. Xương nó rụt luôn. Cái vị, cái vị ngọt của mía. Cứ hấm vô cá. Con cá giống như là tắm mặt mía. Đẩy hộp cơm vô. Nhức nhối luôn. Làm sao họ hiểu được. Không, cái ẩm thực được hửi thôi nha, mình ngon lắm á nha. Hửi đi cưng, hửi đi, hửi đi, hửi đi, hửi đi. Dạ, 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 dạ. À, Thắng ơi, à, cái tô, cái thấu cơm để trước mặt em á, nó không có tiện. À, em đâu ăn cơm đâu anh. Thôi Mỹ, hồi nãy anh có anh có nhường em đó. Anh bây giờ anh muốn ăn miếng cơm phải không? À, em không có tham ăn, em rất là muốn mời anh ăn. À, nhưng mà sao? Ông Hoàng và chương trình không có cho anh ăn. Hoàng ổng ở đây, anh đâu có cho. Vậy là em về bển đi cưng. Chị hai. Ừ. Sao vậy? Nó bỏ ra, bỏ ra. Về chỗ ngồi đi cưng. Ủa anh này đâu ăn được hả? Nó chỉ là lấy cái, nó chỉ là ra nước thôi đúng không? Ra nước hay sao? Không, mình có thể mình ăn theo, ăn theo kiểu mà ăn. Nghe quá. Có bà rọi mà. Nhấp miếng. Ủa có bà rọi luôn hả? Mặc dù cái mía mình không ăn được nhưng mình có thể mình để trên dĩa để mình làm cho cái dĩa nó phong phú, sinh động hơn. Cái sự thèm khuồng của đối phương á. Mà em dấp á. Chị Hằng ơi, cho chị trái ớt nè. Xuất sắc. Phải chan miếng nước vô cơm nè. Có chừng mặn á anh. Anh phải có cái nước vô cơm. Ủa đi chị. Mấy giờ là bà tặng ra bàn sao? Mời các em. Dạ em mời. Em vừa nếm xong, ăn cũng được thôi. Dạ.